đã có khá nhiều thông tin về việc xử trí khi bị rắn cắn, cũng như cảnh báo về mức độ nguy hiểm nếu sử dụng các loại thuốc lá dân gian. Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết là một bệnh nhi 13 tuổi nhập viện vì rắn cắn đến mức hoại tử xương, và nguyên nhân thì vẫn là do thầy lang chữa trị. Cô bé người dân tộc thiểu số mang thị xương, mang theo bàn chân lở loét. Khi mới nhập viện, mắt thường cũng có thể thấy rõ, xương đã lộ ra ngoài. Khó có thể tin rằng đó là hậu quả của rắn cắn. Hôm đi tới cửa sổ đưa con chờ đợi con rắn nó cắn con. Rồi lấy cái da con cột, nãy máu đọt ra. Vì con thiếu kiến thức, gia đình tìm đến bà thầy lang để chữa bệnh. Hết 700.000 đồng, nhưng đôi chân ngày càng sưng tấy. Sau một tuần lở loét nghiêm trọng, bệnh nhi phải nhập viện Ninh Thuận trong 3 tuần. Uống mà không có xẹp đâu. Đi một thời nữa là hút cái hột gì đó, là xẹp cái chân đó. Đi một thời nữa là đắp cái lá gì đó, lá màu xanh xanh mà mình không có hỏi. Rồi về là lột ra là thấy cái xương đó, rồi vô bệnh viện. Khi chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ xác định lớp mô mềm, xương và gân đã bị hỏng. Các bác sĩ sẽ mất khá nhiều thời gian để cắt lọc xương, tạo hình lại bàn chân cho bé. Đây cũng là ca bệnh ít gặp khi hoại tử xương vì rắn cắn. Những xương bàn chân, mấy cái xương mà vùng cổ chân là đã bị hoại tử. Nguy cơ là phải cắt một phần mấy cái xương bàn chân. Cái động tác đầu tiên thôi á, là cắt lọc những cái xương hư hoặc là những cái mô viêm á. Cắt lọc xong rồi phải chờ đợi vài ngày dùng kháng sinh. Mai mốt nếu mà khi mình đắp da xong á, mà da sống rồi hết, bé còn phải làm lại dân nữa. Rắn cắn là dạng tai nạn khá phổ biến. Nếu sơ cứu đúng cách, kịp thời đến cơ sở y tế gần nhất, hậu quả sẽ được giảm thiểu. Các dạng thuốc lá hay thầy lang sẽ khiến bệnh tình nghiêm trọng, thậm chí là mất mạng.